Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hiện tại thì cái nhà cường hóa của mình gần như đã hoàn thành rồi. Mình đã làm xong cái con đường đi từ ngôi nhà khởi đầu qua cái ngôi nhà cường hóa để dễ dàng hơn. Ngoài ra thì bên trong mình cũng trang trí một tí bằng một ít cái bức tranh nè, kệ sách ở cái góc này, một ít rương để mình có thể chứa những cái cuốn sách cường hóa. Tầng trên thì mình trang trí theo cách kiểu nó cũ kỹ hơn, giống như là một cái căn phòng bỏ hoang vậy. Mình cắt những cái tơ nhện dưới khu mỏ nè, mình gắn vô đây rồi gắn thêm redstone nhìn cho nó kiểu như cũ kỹ một tí. Và cái bác dân làng này thì sau khi đặt cái bục để sách thì đã học được cái nghề thủ thư và bán cho mình cuốn sách Mưa Tên. Ủa, sách này thì không tốt cho lắm, mình chưa cần ý. Nên là bây giờ mình sẽ về nhà để mình làm cây rìu, rồi sau đó mình trở lại đây để dạy nghề cho các bác dân làng thủ thư đó lại mới được. Hy vọng là mình sẽ sớm sở hữu được cái quyển sách sửa chữa đi. Vì có được sách sửa chữa thì dụng cụ mình xài nó sẽ dễ dàng sửa chữa hơn. Mình đỡ tốn kim cương các thứ đồ sửa hơn ha. Coi nào, kim cương thì mình có đây 32 lận. Nên là dư sức để mình làm một cây rìu nè. Mình sẽ làm trước một cây rìu. Đó. Tiếp theo là chắc một cây làm kiếm không ta? Nên làm kiếm không? Thôi, bây giờ mình tập tành chiến đấu bằng rìu cũng được. Rìu cũng mạnh mà. Mình cần một cây xẻng nè. Mình làm một cây xẻng kim cương đi. Tiếp theo là mình sẽ làm một cái quần. Và thêm một cái đôi ủng bằng kim cương nữa. Để cho cái set giáp của mình nó full kim cương luôn. Đó, full giáp thì chiến đấu nó mới tốt được. Tăng độ tự tin, gặp mấy con xương các thứ là mình khô máu với nó luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy thêm một ít ngọc lưu ly nữa để qua bên cái nhà cường hóa mình cường hóa lên. Mình mong là lần này mình sẽ có được cái dòng hiệu suất trên cây rìu ha. Nếu mà được thì cho thêm dòng đập các thứ đồ để tăng sức mạnh của nó lên thì càng tốt. Ui, chậm hỏng. Không tốt. Chậm hỏng chắc mình lấy cho cây xẻng đi. Ok, giờ lại với cây rìu nè. Ủa, sao kỳ á? Ê, khoan. Oh, cái việc mình đặt những tấm thảm để trang trí nó ảnh hưởng tới cấp độ của cái dòng cường hóa này. À, bảo sao nó ra có dòng chậm hỏng 2 à. Ok, lại nè. Lần này thì lên được chậm hỏng 3 rồi. Ủa, nhưng mà không có thêm dòng khác. Không có hiệu suất luôn. Như vậy thì không tốt tí nào cả. Mình sẽ... Ủa khoan. Cái cục đá mại của mình đâu mất tiêu rồi? Hôm bữa mình mới mượn của bên ngôi làng mang về đây mà. Ủa, hình như để đâu đây? À đây nè, đá mài đây. Mình đặt cục đá mài xuống để mình tách dòng cường hóa ra chứ không gì hết. Hy vọng là lần này sẽ ra được dòng tốt hơn nha. Hiệu suất 3. Ồ, không quá tệ. Có hiệu suất là tốt rồi. Lấy luôn hiệu suất 3. Ồ, nhưng mà lại không có chậm hỏng. Gì kỳ vậy cà. Tách cái xẻng ra coi, cái xẻng có được dòng gì. Cái xẻng chậm hỏng 3 nè. Ok. Ủa, tới cây xẻng thì nó lại có hiệu suất. Rồi, tạm thời thì mình đã cường hóa xong dụng cụ. Rồi, mặc full giáp luôn rồi nè. Bây giờ thì chắc mình sẽ có một cái chuyến đi khám phá để đi tìm hiểu cái vùng đất xung quanh đây cái đã. Tại vì hôm rày mình chỉ mới có đi một khoảng ngắn ở gần đây thôi. Chưa có đi xa bao giờ nên hôm nay mình sẽ có một chuyến đi xa xa ha. Hy vọng là sẽ gặp được nhiều thứ mới. Và sẵn tiện đây mình sẽ đổi nghề cho cái bác dân làng này luôn. Để biết đâu mình lại có sách sửa chữa trong ngày hôm nay thì sao? Hiệu suất cấp độ 4. Thôi giờ mình chưa cần hiệu suất lắm, mình vẫn cần sửa chữa hơn. Nhưng mà nãy giờ cũng hơn 10 phút trôi qua rồi. Mà sao sửa chữa vẫn chưa thấy đâu này. Ồ, mềm mại. Mềm mại hả ta? Cân nhắc nha. Mềm mại thì bây giờ nó cũng giúp mình nhiều thứ lắm. Nhưng mà nó không giúp ích bằng sửa chữa đâu. Ok luôn.
mình sẽ kiên trì thêm 10 phút nữa nha. 10 phút nữa mà không ra cái dòng sửa chữa thì mình chịu luôn á. Mình còn ngủ rồi, sáng sớm mình còn đi khám phá nữa. Chứ sao quần nãy giờ hơn 20 phút rồi mà chưa có dòng sửa chữa. Yes, mình đã tìm ra được dòng sửa chữa rồi. Và cái bát chân làng này trao đổi với giá là 22 ngọc lục bảo. Cũng khá là đắt ấy chứ. Nhưng mà phải đầu tư thôi chứ biết sao giờ. Rồi, như vậy thì mình sẽ giữ cái nghề này cho bác ấy ở đây. Bây giờ mình đi xuống dưới nhà rồi mình đi ngủ cái. Trước khi lên đường thì mình sẽ cẩn thận mang theo thêm thức ăn luôn nha. Thức ăn đây, mình sẽ đem theo thức ăn. Rồi, lấy thêm một cái xuồng nữa. Này, có cái xuồng luôn nha. Gỗ cây đước mới chịu. Và sau đó đi thôi. Nhỡ mấy trường hợp xui xui mà mình gặp cái vùng biển thì mình còn có xuồng mà đi tiếp nữa. Và chuyến đi này thì mình sẽ bắt đầu từ cái chỗ đầm lầy này. Men theo con sông và chúng ta đi về hướng mặt trời đâu ta? Ở mặt trời hướng nào vậy? À, đi về hướng mặt trời lặn á. Đây, bữa nay chúng ta sẽ đi về hướng mặt trời lặn. Hy vọng là gặp nhiều may mắn. Còn giờ thì lên đường thôi. Bắt đầu chuyến đi ngày hôm nay thì mình phát hiện ra là cạnh cái ngôi làng mà hôm qua mình dẫn cái bác dân làng về thì còn có một ngôi làng khác nữa. Uầy, hai cái ngôi làng nó nằm ở đối diện nhau kìa. Được quá ta. Lên trên đó tìm hiểu thử coi. Biết đâu ngôi làng này lại đông dân hơn rồi sao. Nhìn có vẻ ngôi làng này to hơn ấy. Kìa, nó còn có ngôi nhà tít ngoài kia nữa cơ. Wow, có bác nông dân các thứ đâu nữa. Ồ, chắc mình cũng phải nghĩ tới cái phương án là dẫn thêm dân làng về sống chung với cái bác thủ thư nhà mình mới được. Bác ấy sống có một mình cũng cô đơn các thứ. Tội nghiệp. Rồi, trong đây coi coi có bác dân làng nào mà có ngọc lục bảo không. Cho mình vay một ít ngọc lục bảo đi. Cái này khổ quá. Có người bán sách sửa chữa mà chưa có ngọc lục bảo mua nè. Hy vọng mấy bác tài trợ cho ít ngọc lục bảo. Ui, không có rồi. Ồ, cái cối này. Ồ, cối này nhà mình chưa có, mượn luôn. Thích thế nhờ. Cái bác này. Ây da. Trời trời trời. Mới gớt cái hộp lúa ra cái lụm liền trời, tranh thủ vậy. Được đấy. À, có vẻ cái làng này chủ yếu là nông dân là chính ha. Ồ, toàn là nông dân không à. Ok, mà nông dân thì có kiện rơm nữa. Kiện rơm mình bỏ túi luôn. Rồi bên đây thì có dưa hấu. Và cái nhà này. Nhà này không có rương. Sao mấy nhà mấy bác dân làng này nhìn có vẻ to nhưng mà không có rương gì hết nha. Hơi bị thất vọng nha. Ok, vậy là chúng ta sẽ biết được thêm. Kế đây nó còn có một cái tàn tích cổng địa ngục. Tạm thời chúng ta sẽ rời khỏi ngôi làng đi. Chúng ta bước tới cái tàn tích cổng địa ngục nào. Biết đâu bất ngờ bên đó nó lại có vài trái táo vàng cường hóa cho mình thì sao. Để xem. Mình đoán là nó sẽ có một cái món đồ sửa chữa nè. Bằng vàng luôn nha. À không rồi, mình đoán sai rồi. Nó không có món đồ sửa chữa hay là trái táo vàng nào hết. Khá là xô luôn. Hy vọng là chuyến đi này thì mình có thể gặp được cái cánh rừng gỗ sồi sẩm nè. Hoặc là cánh rừng gỗ văn sam thì càng tốt. Để mình có được cái mầm cây của hai cái cánh rừng đó mang về và trồng nhân giống lên. Mai mốt còn có nguyên vật liệu mình xây nhà nữa. Trên đường đi thì mình phát hiện ra đằng kia có một cái kiểu như là danh trại của bọn cướp dân làng. À, bọn này láo thế nhờ. Dám xây gần cái chỗ ngôi làng luôn. Mình phải trừ khử bọn chúng trước khi mà bọn chúng đi tới và cướp bóc cái mấy cái bác dân làng tội nghiệp ở chỗ hồi nãy mình khám phá. Không thể cho để bọn chúng lộng hành được. Nhưng mà trước tiên để mình lấy thêm thịt bò cái đã. Rồi, qua đó nào tới công chuyện với bọn chúng luôn. Bữa nay là mình full giáp kim cương rồi đó, chứ không phải là giáp sắt giống hôm bữa đâu mà bọn chúng ăn hiếp. Hơi bị khó xơi mình đấy. Vô. Để xem. À kìa, bọn chúng đang canh gác ở dưới kìa. Sao mà đỡ được mình đột nhập vô hướng này. Canh gác một chỗ thì mình ha, sẽ đột nhập một chỗ. Đâu rồi? À, mình nghe tiếng bọn chúng ở trên à.
tới số các ngươi rồi. Chạy đi đâu? Chạy đâu con sâu? Đâu rồi? Hả? Ủa? À, hắn ta dưới này. Được, mình xuống mình xử hắn luôn. Vô. Ouch. Vô. Bước vô đây. Láo nháo. Láo nháo. Bắn đi. À, con tên này nữa. Này thì cướp dân làng. Ê. Quay khoan. Bọn cướp dân làng này còn bắt giữ một cái sinh vật mới được thêm vào ở phiên bản 1.19 này. Đó chính là những bé Alay này. Ồ, tội nghiệp rồi. Ồ, bị bọn cướp dân làng này bắt nhốt ở đây nè. Ờ, nhưng mà bây giờ mình không có mang theo cọng dây thần rồi, sao mà dẫn về đây ta? Thôi được, dù sao thì chỗ này cũng khá là gần nhà mình nên mình sẽ quyết định là đi về nhà lấy dây thần rồi trở đây đây, dẫn mấy bé Alay tội nghiệp bị bắt cóc về nhà mình ha. Mình sẽ cu mang mấy bé Alay đó. Rồi còn giờ thì xử nốt mấy tên này coi. Bọn chúng cũng bắn nhau nữa chứ. Bắn cái gì? Rồi về nhà thôi. Hy vọng là mấy bé Alay sẽ đợi mình. Mà mình để ý nha, cái vùng đồng bằng này đúng nhiều ngựa luôn á. Ở đây là nguyên một đàn ngựa, ngựa vàng nâu rồi nè đúng không? Khúc đằng kia là một cái đàn ngựa kiểu như xám xám. Ồ, nhiều ngựa thiệt chứ. Mình chắc ít hơn mình cũng phải qua đây để kiếm một em chiến mã mang về mới được. Mình có quá trời yên ngựa luôn. Yên ngựa rồi giáp ngựa nữa. Mà chưa có em chiến mã nào hết. Hợp lý nha. Nhưng mà trước mắt bây giờ mình về mình lấy dây thần trước cái đã. Lần trước là mình giục cái cọng dây thần ở trong đây cái rương này. Mình có 4 cọng dây nên mình đem 4 cọng luôn đi. Cho chắc. Nhỡ một xíu nữa mình gặp thêm mấy nhóc Alay bị bắt thì mình sẽ dẫn thêm về ha. Ok. Anh đã trở lại đây rồi mấy nhóc ơi. Gán đợi anh nha, đâu rồi? Hồi nãy mình thấy còn vài tên cướp dân làng vừa xuất hiện nữa. Ồ, nhưng mà mong là đừng có tên nào có cái cờ trên đầu nha. Mình không muốn đem cái điểm xấu về cái vùng đầm lầy nước của mình đâu. À, lại là tên này. Tên này nữa hả? Như thế nào? Ồ, tên này mới nhảy từ tiếp trên kia xuống nè. À, cầm nỏ cường hóa luôn à. Ui, không rơi ra cái nỏ của nó. Ouch. Ui, đông ấy. Ui, lần này có vẻ đông hơn rồi. Ồ, sao bắn nhanh vậy? Ủa, cái tên này có cái nỏ cường hóa nạp nhanh hay sao nè. Ê, nó bắn xuyên cái khiên của mình luôn. What? Hình như nó có cái dòng cường hóa xuyên thủng hay sao ấy. Nó bắn xuyên cái khiên mình luôn mà. Nè. Ui, nguy hiểm thiệt chứ. Không được rồi, mình phải đánh nhanh rút gọn rồi. Giải cứu Alay thôi. Mình mà cù nhây một hồi là nó bắn bể khiên mình là mệt. Vô, giải cứu Alay nào. Ồ, hai nhóc Alay luôn rồi. Không sao, anh sẽ cứu mấy cưng. Đây. Rồi, đi ra anh về. Đi lẹ, kẻo bọn chúng bắt bây giờ á. Ê, đứt dây. Ủa, sao vậy? Ủa, sao Alay không chịu về chung với mình ta? Alay bị nhốt lại trong đây rồi. Ơ, kỳ vậy. Đi theo anh nào. Ủa, mình có cần thuần phục Alay không ta? Không biết Alay có sở thích gì không nữa. Ui, kìa, bọn chúng phát hiện. Ôi, chạy Alay ơi. Chạy về. Bọn chúng phát hiện là mệt nữa. Ê, bắn tôi thì được mà đừng bắn trúng Alay của tôi nha. Ẩu rồi đó. Ui, dẫn Alay về buổi tối đúng nguy hiểm luôn. Nhưng mà phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Tại vì hồi nãy mình... Ừ nhé. Sao mình không ngủ một giấc ta? Ừ, đúng rồi. Đợi mình bơi vô đất liền cái. Yêu, ở dưới có giang hồ biển nữa. Láo tét. Không ưa nổi mấy con giang hồ biển này. Khô máu nó luôn. Người định làm gì? Láo tét hả? Láo tét. Giang hồ biển nè. Dẹo. Giang hồ sông tôi cũng không sợ nữa, đừng nói giang hồ biển. Rồi, ok. Xử xong mấy cái tên láo tét kia rồi.
Giờ thì chắc mình sẽ vô trong này để mình ngủ một giấc đi. Dù sao dẫn về ban ngày nó cũng sẽ an toàn hơn là đi nửa đêm nửa hôm ha. Ủa? Ôi đứt dây rồi. Ơ? À, Alay chị leo lên thuyền. Trời ơi. Ok, thích ngồi thuyền chứ gì. Anh cho cưng ngồi thuyền luôn. Có một nhóc Alay mình cho ngồi lên cái thuyền nè. Nhìn đúng dễ thương luôn ấy trời. Hợp lý thiệt sự. Còn một nhóc kia thì không có ngồi được. Nên mình sẽ cho bay theo mình ha. Bay theo mình cũng ổn mà. Không có sao đâu. Đừng đứt dây là được. Ôi cái chỗ này nó hùng vĩ chưa kìa. Cái chỗ này mà xây dựng cái, kiểu như một cái cầu thang thôi. Nói dài lên đỉnh núi. Ở trên đó ngắm xuống thì gọi là nhức nách luôn. Uầy, cái view ở khúc này là gọi là đỉnh của chớp đấy. Cũng ra gì đấy. Chỉ có điều là nó hơi xa cái chỗ ngôi nhà của mình xây thôi. Phải nói gần hơn thì tuyệt nhờ. Rồi, và đi một hồi thì cũng gần về tới nhà. Và công việc đầu tiên sau khi trở về nhà đó chính là tìm một nơi hợp lý cho Alay sống. Mình đang phân vân là không biết cho Alay sống ở cái nhà của mình hay là nhà của cái bác dân làng đây. Ồ, nhà nào thì thấy nó cũng ok hết. Nhưng mà chắc mình sẽ cho Alay sống ở cái nhà mình hay qua lại đi. Nhà này. Đây dù sao cũng là cái nhà chính của mình. Đây mặc dù nó hơi bé nha. Nhưng mà hy vọng là đủ. Ồ, mình có thể cho Alay ra đây để bầu bạn với ít cũng được nè. Mình sẽ cho Alay tạm ở đây đi. Đó, ở đây thì có thể bầu bạn với cả ít luôn. Hợp lý, hợp lý. Giờ sướng nha, ít có bạn luôn rồi nha. Rồi, ví dụ dẫn Alay về nhà của mình đã thành công rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái chặng đường khám phá thôi. Dọc đường đi tự nhiên vô tình gặp hai bé Alay này chứ. Mong rằng là chuyến đi tiếp theo này mình sẽ gặp thêm vài bé Alay nữa. Vì mình còn hai cọng dây nè. Dư sức để mình dẫn thêm hai Alay về nhà nha. Hình như mình tới cái biome gọi là Flower Forest thì phải. Ở đây nó có rất nhiều hoa luôn. Cái hoa này bình thường thì khó gặp lắm nha. Rồi mà giờ mình tranh thủ mình lấy hoa đi. Để mai mốt mình còn trang trí cho mấy ngôi nhà của mình nữa. Đây là những cái cây hoa quất kim hương đỏ. Có cả út kim hương xanh. Ủa, cam nữa nè. Lấy út kim hương cam luôn. Rồi mấy cái bông mà bông hồng, bông đinh tử hương đồ nữa nè. Lấy về, lấy về. Mấy cái này sau này nó sẽ có công dụng giúp mình nhân giống bột nhuộm lên rất là dễ luôn. Bên kia còn có cả bông hướng dương nữa. Được, 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 được. Có bông hướng dương thì mới mốt mình thoải mái mà mình nhân giống cái bột nhuộm màu vàng luôn. À, mà ngoài ra thì bên đây nó còn có tổ ong nữa nè. Hèn gì mình nghe tiếng xèo 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 của mấy con ong bay. Mà giờ mình chưa có cái gì, cái dụng cụ nào mà có mềm mại hết. Sao mà lấy đây. Hai tổ ong là đằng khác luôn. Trời trời, cái vùng này nhiều nhiều tổ ong nha. Rồi không sao. Một ngày nào đó mình sẽ quay lại đây để mình lấy mấy cái tổ ong này về. Mà vùng thảo nguyên này thì có vẻ là nó có cái hang. À, cái hang ở thảo nguyên này chắc sẽ bự lắm đây. Ui. Ui nhưng mà hang này ngập nước rồi. Oh no, phải không ngập nước thì hay biết mấy. Nó còn dẫn tới một khu mỏ nữa kìa. Hợp lý quá ta. Được. Chắc mình sẽ sẵn tiện ghé vô cái khu mỏ này mình khám phá một tẹo đi. Nhỡ đâu mình lại gặp thêm kim cương thì sao. Hoặc là những món đồ xịn sò khác. Kim cương đâu chưa thấy nhưng mà mình thấy toàn là creeper không à. Hình như có gì đó sai sai rồi. Để chắc cứu hơn chắc mình sẽ làm một lần hai cái khiên luôn đi nhờ. Để dành xài dần. Rồi ok. Vứt cái khiên hư này đi. Xài cái khiên mới. Rồi lên đường thôi. Có khiên mới rồi nên cũng khá là tự tin đây. Ê, cái gì vậy ta. Kim cương mà sao lại nằm ở dưới nước gì nhờ. Ủa cái này là 4 quặng luôn. Không phải 4 mà là 6 quặng. Rồi, dậu to rồi. 6 quặng kim cương và cho mình mấy viên đây. 6 quặng cho mình 15 viên. Dậu. Để mình nghĩ xem coi ở dưới cái chỗ này còn kim cương nữa không. Còn nữa nè. Thêm một chỗ kim cương khác ở đây nữa. Ui nhiều quá. Mình phải kiếm chỗ nào đó để mình lấy lại oxy trước khi mình đào tiếp thôi.
quá là thích luôn. Ở đây nó có một quặng hay sao à? Và một quặng cho mình một viên luôn. Ok. Còn bên này, bên này một quặng nữa à? Không, bên này là nhiều hơn một rồi. Hai quặng, ba quặng, bốn quặng luôn. Quá đã, quá đã. Thợ lặn đào kim cương như vậy thì cũng có vẻ hấp dẫn đấy. Nó vẫn còn đường nên mình cứ đi tiếp thôi. Có Luli, Redstone. Hết rồi. Nó dẫn mình tới một cái hang hoàn toàn mới luôn nè. Hình như mình đang dần đi xa khỏi cái khu mỏ thì phải. Nhưng mà không sao, đi theo tiếng gọi của kim cương đi. Hy vọng là mình sẽ gặp thêm. Khi mà mình quành trở lại thì mình thấy ở đây nó còn thêm một chỗ kim cương khác nữa nè. Ê, tí nữa là bỏ sót kim cương rồi. Ây da, ây da. Bốn quặng một lượt luôn. Được quá nhờ. Không phải bốn đâu mà là sáu quặng tiếp. Wow. Bội thu, chiến này bội thu rồi. Hồi nãy mình thấy có một viên nó trôi lên nè. Đâu ta? Ủa nó trôi đâu rồi? Ủa có bị sót viên nào không nhờ? Đâm bật hitbox lên. À đó là cái túi mật. Ok, có vẻ là mình không có bỏ sót viên kim cương nào đâu. Khi mình trở lại khu mỏ thì mình thấy ở đây nó có chỗ có khá là nhiều tơ nhện nè. Lâu lâu mình cũng dùng tơ nhện để mình trang trí á. Nên chắc mình sẽ lấy một ít tơ nhện về mới được. Sẵn tiện đập luôn cái lồng spawn của con nhện. Nhện độc khốn kiếp này mình ghét nó. Nó chuyên gia, nó gây độc mình. Cho nó nghỉ đẻ luôn. Oh my god. Bây giờ mình đang bị mình đang thực sự bị vây quanh rồi. Nhưng mà hôm sau mình sẽ lựa chọn là chiến đấu thay vì là bỏ trốn nhá. Một cân hết. Bước vô đây. Tập tành BVB bằng cái rìu luôn. Vô. Vô vô. Cân 2 ở dưới hang luôn. Cân 3 luôn, cân 4 luôn. Vô đây. Bước vô đây. Thích thì bá vô đây mà nút. Đúng rồi. Đúng rồi, bước vô đây. Giỡn mạt. Cái hố tử thần liền. Đụng là trụng mà đến là đón nha. Không có rén đâu. Rồi rồi rồi, còn con nào nữa không? Thôi. Đón như đó được rồi. Mình nghĩ là mình nên đi tiếp thôi. Ý, cá heo. Vậy là mình tới biển rồi sao? Ok, chính xác rồi. Mình vừa thấy cá heo nhảy lên mặt nước kìa. Uầy. Vậy mình đã tới biển rồi. Ra khơi nào. Yes. Rồi và bây giờ chúng ta đã ra biển rồi ha. Ra biển thì sẽ có rất là nhiều thứ mới chờ đón đây. Nhất là những con thuyền đắm. Và cũng như là mấy thanh niên giang hồ biển khốn kiếp này. Chết tiệt. Mình định tha cho bọn chúng. Nhưng mà nghĩ thôi tới thôi là thấy ứa gan rồi. Nhìn thấy ghét. Ngoài đây thì bọn chúng cũng có giấu đồ ở trong cái nhà bọn chúng nha. Mình sẽ vô nhà bọn chúng để mình lấy đồ. Thường, đây đây cái rương đây. Cần câu tịch thu luôn. Sửa chữa. Ấy dù. Cần câu sửa chữa luôn. Tốt. Vậy là mình có thể áp ca câu cá được thoải mái rồi. Hợp lý nha. Rồi ở đây nó còn thêm một cái tàn tích nữa. Đây. Lại cần câu sửa chữa. Nhữ hai. Rồi. Vậy là sau khi quét sạch mấy cái rương của bọn zombie chết đuối này thì mình có 3 cái cần câu. 2 cái là cần câu nhữ cấp độ 2 rồi. Thêm một cái sửa chữa nữa. Cũng ok. Nói đây là một cái vùng biển thì cũng chưa hẳn đâu. Nó giống như là một cái hồ rộng lớn hơn cơ. Tại vì phía bên đây là một cái vùng đất mới rồi nè. Nhưng mà có vẻ nó vẫn là cái vùng hoang mạc nên có cái làng gỗ sim gai kìa. Wow. Vậy là bữa nay chúng ta đi có một đoạn ngắn thôi mà gặp tới tận 3 ngôi làng khác nhau rồi đó. Cũng hên, cũng hên. Rồi, tranh thủ vô làng hỏi thăm sức khỏe coi. Không biết mấy bác dân làng dạo này sống sao nè. Nhất là mấy cái rương đồ. Không có gì hết. Ồ. Kỹ ta, kỹ ta. Ê, có nhà bác thợ rèn hay sao kìa? Đúng không? Nhà bác thợ rèn. Ê, có y ngựa.
xin cái ngựa luôn. Trời. Hello bác thợ rèn nha. What? Bán cái kiếm xịn vậy? Hơi bị hiếm có những bác dân làng mà rèn ra những thanh kiếm mà nhiều dòng cường hóa như vậy nha. Dữ dằn phết đấy. Thôi, đừng có chơi với bác dân làng đợn. Đi ra đi, đừng có chơi với bác dân làng này. Bác dân làng này chuyên gia là ăn không ngồi rồi nè. Ăn không nói có các thứ đâu á. Nên là đừng có chơi với bác đó. Xa lánh bác đó ra đi. Bên đây thì không có ngọc lục bảo rồi. Ủa, cái làng này rất là ít khi mà có rương có ngọc lục bảo nha. Uầy, làng còn có nuôi ngựa nữa nè. Mình test thử coi. Test thử coi em ngựa này chạy nhanh không. Test thử. Ủa, có vẻ chạy nhanh, có vẻ ngựa của làng chạy nhanh lắm. Khi cưỡi thì mình cũng có thể biết được tốc độ á. Đó. Uầy, mình thấy là chạy hơi bị nhanh á. Này. Trời ơi, ngựa trong làng là một em chiến mã nha. Chạy siêu nhanh luôn. Có điều nhảy thì không được cao cho lắm thôi. Nhưng mà về tốc độ thì mình thấy là cực kỳ nhanh rồi đó. Nè. Chạy như lướt gió vậy. Cực xịn nha. Em này là lọt vô tầm ngắm của mình rồi đó. Mình nhờ làng nuôi hộ đi. Một ngày đẹp trời anh sẽ quay lại đây để đón em về. Nên em yên tâm nha. Rồi còn giờ thì đi tiếp thôi nè. Đằng kia là cánh rừng tre. Ừ, trong đó chắc nhiều khả năng là mình gặp được gấu panda đấy. Mình muốn gặp gấu panda. Ồ, còn có cái tàn tích cổng địa ngục phía xa xa nữa kìa. Được quá ta. Một công đôi chuyện luôn. Mình sẽ vô cái cánh rừng tre trước. Coi có gấu panda ở đây không. Nếu mà có thì chắc mình cũng nghiên cứu cách để đèo gấu panda về nhà mình á. Mình cũng muốn có vài em gấu panda kiểu như bầu bạn đồ. Có không? Ui không có rồi. Ui sao tự nhiên trên trời rớt xuống cái mầm cây vậy? Hoang mang nha. Ừ ở đây không có gấu panda rồi. Ui. Ô. Oh. Ở đây nó còn có một cái hang động tươi tốt nữa nè. Lại thêm một khu mỏ. Ái cha cha. Cái chuyến đi này hơi gặp nhiều thứ mới nha. Mình thích như vậy. Rồi nếu mà gặp hang động tươi tốt thì ngần ngại gì mà không xuống đây để lấy một ít cái đất ở dưới này về. À còn có cái bông kia nữa kìa. Mình thích cái bông đó. Chưa để mình lấy một ít cái đất này trước rồi đó. Ồ, nó còn có mấy cái cây đổ quyên mà có bông nữa nè. Mấy cái quả đó thì mình có rồi. Giờ thì mình qua đây mình lấy bông trước đi. Hai cái bông này về. Có bông liền. Cái này là bông bào tử ha. Nhìn rất là đẹp luôn. Lọ mọ ở dưới cái hang tươi tốt đó nãy giờ nhưng mà không có gặp được Axolotl ấy. Nên mình quyết định là mình đi lên trên để qua cái chỗ tàn tích cổng địa ngục bên này luôn. Tranh thủ nào. Nó đâu ta? À đây, nó đây. Ui đẹp thế. Kiểu tàn tích cổng địa ngục mà nó có lá đồ nữa nè. Wow. Phiên bản mới này cập nhật nhìn đúng đẹp luôn. Cúp gì đây? Cúp sửa chữa. Đùa nhau hả? Cúp vàng sửa chữa nè. Còn khôi vàng nữa chứ. Quá trời thứ rồi. Mà trong người mình thì không có đủ sức chứa luôn á. Rồi ok. Lượm khôi vàng rồi chúng ta đi tiếp nào. Cái cánh rừng này có vẻ cũng khá là nhiều thứ hay ho đây. Nhưng mà tiếc là nãy giờ mình chưa có gặp gấu panda nè. Sao mà dẫn về đây ta. Ồ, cái cánh rừng đúng bự gì mà không có gấu panda. Bây giờ thì mình đã có khá là nhiều kim cương rồi. Nên mình sẽ không ngần ngại mà chi thêm vài viên kim cương để chúng ta cường hóa thêm những cây cúp. Với hy vọng là nó sẽ cho mình thêm một cây cúp xịn hơn. Nếu mà được thì cho mình cây cúp mềm mại thì cũng ok luôn. Mình chấp nhận mình lấy luôn. Rồi qua đây. À mà chết, mình chưa lấy bàn chế tạo qua đây mà ta. Ừ quên, mình đây có gỗ. Vậy thì mình sẽ làm một cái bàn chế tạo. Rồi sau đó làm thêm một cây cúp mới. Để xem cây cúp lần này sẽ cho mình cái gì đây. Chậm hỏng cấp độ 3. Ok. Nếu mà có chậm hỏng thì mình cũng lấy luôn.
Có gì mình sẽ cường hóa vô cây cúp hiện tại của mình để cho nó có thêm trầm hỏng. Ờ kệ, nó vậy cái cho trầm hỏng không à. What the hell. Thiệt gì luôn. Còn ví dụ mình làm một cây kiếm thì sao? Cây kiếm kim cương thì sẽ cho mình dòng gì? Cũng là chậm hỏng. Sao mà xu vậy? Để xem lần này. À, cầu được ước thấy sắc bén cấp độ 4. Lượm nhẹ cái nào. Rồi luôn, cho đúng sắc bén luôn. Ok, mà thôi được. Ít ra cũng có sắc bén để tăng sát thương lên rồi. Đấy, ít ra phải vậy chứ. Còn cái cúp này thì mình đang xem xét là có nên tách ra cường hóa lại không nè. Nhưng mà thôi, tạm thời thì chắc mình sẽ để cây cúp mới này ở đây. Khi nào mà cây cúp gia tài mình nó hư còn tầm vài đô bền, mình sẽ sửa lại bằng cây cúp mới này cho tiết kiệm kim cương của mình. Ok, vậy thì hợp lý rồi. Còn về cái cuốn sách sửa chữa ở đây thì công việc của mình là phải cày ngọc lục bảo làm sao đủ để mình mua được quyển sách sửa chữa nè. Bây giờ chắc công việc mà kiếm được ngọc lục bảo dễ nhất chắc là làm ruộng á. Mình sẽ làm ruộng rồi sau đó mình cày cày nhiều nông sản. Rồi mình qua cái làng kế bên nhà mình á, mình bán cho mấy bác dân làng nông dân là có ngọc lục bảo. Rồi lấy ngọc lục bảo mình sẽ mua những quyển sách của cái bác dân làng bán sách sửa chữa. Nó là gọi là bị hợp lý nha. Và tóm lại trong ngày hôm nay thì mình đã có thêm hai nhóc Alay. Hiện tại thì mình chưa có phân công việc làm cho hai nhóc Alay này được, nên sắp tới mình sẽ tìm những công việc phù hợp cho hai nhóc Alay này làm. Ngoài ra thì cái bác dân làng thủ thư ở trên đó sẽ sớm có người bầu bạn thôi. Mình sẽ tìm một cái bác dân làng nào đó có cái nghề tương tự mang lên trên đó sống chung. Dự định là vậy, còn bác dân làng nào thì mình chưa có rõ nữa. Rồi, và đó là những cái dự định trong thời gian sắp tới. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong hành trình 1.19 của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.